Kính thưa quý vị, một tỷ phú casino đứng sau một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2016. Tin đến từ Washington DC, không phải là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã sắp xếp cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, chỉ một tháng sau khi ông Donald Trump đắc cử. Theo tiết lộ của công ty truyền thông ProPublica hôm thứ Tư, cuộc gọi này có bóng dáng của một tỷ phú casino đứng ở phía sau. Cuộc điện đàm ngày 14 tháng 12 năm 2016 được xem là một chiến thắng cho nhà cầm quyền Hà Nội. Nhưng tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các giới chức hết sức bàng hoàng và lo lắng. Thông thường Bộ Ngoại giao sắp xếp các cuộc gọi hậu bầu cử đến các nguyên thủ thế giới. Nhưng cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam lại là do luật sư riêng của ông Donald Trump là Mark Kasowitz đã dàn xếp. Luật sư Kasowitz có một thân chủ khác với một lợi ích rõ ràng là ở Việt Nam, đó là nhà tỷ phú Philip Falconi, cổ đông đa số của khách sạn sòng bài Brand Hồ Tram Strip ở Bà Rịa, Vũng Tàu. ProPublica tiết lộ, sau cuộc gọi của ông Donald Trump, luật sư Kasowitz đã đi Việt Nam cùng với tỷ phú Falconi. Họ gặp giới chức chính quyền trong một nỗ lực nhằm thuyết phục Việt Nam dỡ bỏ chính sách cấm người dân trong nước bài bạc. Sự thay đổi này nếu diễn ra sẽ đưa thêm rất nhiều khách tới sòng bài của ông Falconi. Vẫn theo từ tin ProPublica, trong một cuộc phỏng vấn trước đây, ông Falconi từng phủ nhận đã yêu cầu sắp xếp cuộc gọi giữa ông Donald Trump với ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng ông nói thêm rằng không có gì bất hợp pháp về việc giam xếp một cuộc gọi như thế. Theo ProPublica xác định rằng một phát ngôn nhân của luật sư Kasowitz đã xác nhận chính luật sư này đã trao đường dây liên lạc qua điện thoại cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để ông Nguyễn Xuân Phúc gọi ông Donald Trump.